Bộ Ngoại giao bác bỏ những hình ảnh và tin tức trên mạng nói rằng Việt Nam đang chuyển vũ khí về phía biên giới Tây Nam liên quan tới tình hình bất ổn biên giới với Campuchia trong những ngày gần đây. Báo chí nhà nước dẫn lời người phát ngôn Lê Hải Bình tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 16 tháng 7 khẳng định thông tin Việt Nam chuyển vũ khí vào Nam không xác thực. Thông tin này xuất hiện sau những va chạm tại khu vực biên giới hôm 28 tháng 6 khi 250 người Campuchia và một số nghị sĩ đảng đối lập nước này xâm nhập bất hợp pháp vào lãnh thổ Long An và một số phần tử quá khích trong nhóm đã tấn công võ lực gây thương tích cho 7 người Việt. Phía Campuchia có 10 người bị thương, theo tờ Bangkok Post. Truyền thông nhà nước nói vụ gây rối biên giới cuối tháng rồi là do các phần tử quá khích, cho nên sẽ không dẫn tới việc hai nước phải dùng tới các biện pháp quân sự để xử lý. Phe đối lập Campuchia lâu nay phản đối các mối quan hệ gần gũi giữa Phnom Penh với Hà Nội, cho rằng chính phủ của Thủ tướng Hun Sen nhu nhược trước các hành động xâm lấn của Việt Nam. Trong quá khứ, Đảng Cứu Nguy Dân Tộc CNRP của Campuchia đã nhiều lần tổ chức các cuộc biểu tình dọc theo đường biên giới trải dài 1.270 cây số giữa đôi bên. Lãnh tụ Samransi của đảng đối lập CNRP nói nhóm của họ không có lỗi trong vụ ẩu đả với người Việt Nam hôm 28 tháng 6 và yêu cầu chính phủ Campuchia phải xử lý điều mà họ gọi là những người nước ngoài coi thường người Campuchia và nuốt chửng đất đai của dân Campuchia. Người ta tin rằng vụ việc bắt nguồn từ các cáo giác gần đây rằng Việt Nam đào một số ao hồ bất hợp pháp bên trong lãnh thổ Campuchia và có kế hoạch xây dựng một đồn quân sự trong khu vực. Sau vụ bạo động biên giới cuối tháng rồi, các nhà lập pháp thuộc đảng đối lập CNRP đã yêu cầu Quốc hội Campuchia tạm ngưng mọi hoạt động cấm mốc với Việt Nam cho tới kỳ bầu cử toàn quốc năm 2018. Trong thông cáo gửi báo chí hôm qua, Chủ tịch Quốc hội Campuchia Hun Samrin cho biết Quốc hội bác đề nghị này. Theo cáo giác của đảng CNRP, thì Việt Nam cho tới nay vẫn chưa lấp các ao hồ ở vùng biên giới, cũng như vẫn tiếp tục tiến hành công trình thi công trên một con đường gần biên giới ở tỉnh Sreivarim, cách nơi xảy ra va chạm hồi tháng rồi, không xa. Trong khi đó, truyền thông nhà nước Việt Nam dẫn lời người phát ngôn Lê Hải Bình nói rằng tất cả các công trình Việt Nam xây dựng ở khu vực biên giới trong thời gian qua đều được tiến hành trong phần đất hiện đang do phía Việt Nam quản lý. Ông Bình cũng tố cáo ngược lại rằng phía Campuchia không đáp ứng thiện chí của Việt Nam trước đề nghị cùng cam kết không xây dựng công trình trong phạm vi 100 mét tính từ đường quản lý thực tế của mỗi bên tại các khu vực chưa cắm mốc phân giới. Công tác cắm mốc biên giới với Việt Nam vẫn là một vấn đề gây tranh cãi chính trị ở Campuchia. Trong tháng này, các thành viên của đảng cầm quyền Campuchia trong Ủy ban biên giới đã gặp các đối tác phía Việt Nam, nhưng cuộc họp không đạt được mấy tiến bộ. Và cả đôi bên nhất trí là sẽ tiếp tục các cuộc đàm phán. 80% đường biên giới Việt Nam-Campuchia đã được cắm mốc, nhưng trước nay cả hai bên đều tố cáo đối phương di dời các dấu mốc. Hai nước ký Hiệp định Hoạch định Biên giới Quốc gia năm 1985 và ký Hiệp ước Bổ sung năm 2005.